Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng mới đạt 9,4%, giảm 3% so với cùng kỳ. Trách nhiệm này đầu tiên thuộc về công tác điều hành của chính quyền, vai trò chủ đầu tư và cả đơn vị thi công. Bên cạnh giá vật liệu xây dựng, giá đền bù tăng cao, việc các công trình đầu tư công hiện đang phải tạm dừng do thiếu nguồn đất đắp. Do đó, giải pháp tháo gỡ nguồn vật liệu trong xây dựng đầu tư công hiện nay là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tuyến đường giao thông vành đai huyện Cát Tiên đang tạm ngừng hơn một tháng này. Với nhu cầu cần một khối lượng đất đắp rất lớn, nhưng trên địa bàn không có mỏ đất được cấp phép, nên tháo gỡ ách tắc này với chủ đầu tư dự án và chính quyền hiện rất khó khăn. Cái nguồn đất đắp là rất là khó khăn. Hiện tại tới bây giờ là công trình đang tạm ngừng vì đang chờ nguồn đất và không biết chưa có nguồn đất để lấy. Giờ thời gian kéo dài thì riêng mà cái phần mà chúng tôi làm đi làm lại mưa gió sửa sang này nọ là cũng tốn rất là nhiều chi phí trong đấy. Các dự án đầu tư công trên bàn huyện Cát Tiên thì năm 2024 thì triển khai rất là khó khăn, đặc biệt là những dự án mà có lượng đất đắp lớn, hiện nay là việc khai thác đất là rất là khó cho đơn vị thi công. Thì đối với cái nội dung này thì ban quản lý với vai trò là chủ đầu tư của dự án là cũng đã báo cáo ủy ban huyện, phòng tài nguyên môi trường đề nghị cấp các cấp có thẩm quyền là cũng xem xét tạo điều kiện để mà có giải pháp giúp cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tại huyện Đơn Dương, hai công trình như đường tránh thị trấn Thạnh Mỹ và mỏ Hoàng Nguyên Xét có vốn bố trí lớn hơn 200 tỷ đồng, hiện cũng tạm ngừng thi công do thiếu nguồn đất đắp. Ngưng trệ dự án không chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mà còn khiến doanh nghiệp nhận thầu phải đối mặt với nhiều khó khăn như phát sinh chi phí đầu tư, hao mòn thiết bị máy móc. Trước khi triển khai dự án thì chúng tôi cũng đã lường trước hết được các vấn đề. Đối với cái nguồn đất đắp thì trước đây thì cái quy định nó cũng chưa có rõ ràng, thì nguồn đất có thể lấy từ nơi khác để mình đắp. Tuy nhiên thì gần đây thì ban tỉnh cũng có cái chỉ đạo là nguồn đất đắp chỉ lấy trong nội bộ công trình, giờ là chưa tìm được cái nguồn nào để đắp hết. Thực tế những công trình của hai địa phương cho thấy, ngoài vướng về mặt bằng khi giá bồi thường tăng cao, nguyên nhân còn lại vẫn là thiếu nguồn đất phục vụ cho dự án hạ tầng giao thông. Ghi nhận tại các địa phương, việc cấp phép mỏ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, những mỏ được cấp phép trữ lượng thấp, một số mỏ hết hạn đóng cửa, mặt khác có mỏ nguồn đất không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, để có khối lượng triển khai, nhiều công trình phải mua đất ở điểm mỏ trái phép, ảnh hưởng đến tài nguyên. Cái trữ lượng mà khai thác thì một năm nó được ít, mà nhu cầu ở địa phương này thì cần đất san lấp rất là nhiều, ở bán thì không bán được tại vì nó quy định một năm của nhà nước này, ví dụ như cho bọn em được khai thác bao nhiêu thì bọn em phải khống chế lại cái ví dụ lượng khai thác trong khoảng thời gian nào, còn không có lại phải đóng cửa nghỉ. Làm việc trực tiếp thì anh em cũng đang chờ cái hướng dẫn của sở ngành để coi cái hướng tháo gỡ nó như thế nào. Cái này là vướng mắc chung. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, quy trình cấp phép mỏ đất hiện phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Về phía sở, thời gian qua cũng nhận được rất nhiều kiến nghị, đề xuất của chính quyền chủ đầu tư và cả doanh nghiệp thi công. Tuy nhiên, việc tháo gỡ vướng mắc này đều triển khai đúng văn bản đã thông báo. Tại hội nghị đánh giá kinh tế xã hội những tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã có chỉ đạo rất cụ thể với ngành tài nguyên môi trường. Cần có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc việc cấp phép mỏ, tạo nguồn đất đắp cho công trình đầu tư công, không để tình trạng này kéo dài. Đề nghị là Sở Tài nguyên Môi trường chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ đấu giá cái cấp quyền khai thác khoáng sản. Chúng ta siết cái việc là không cấp tự do, không cấp qua cái việc mà coi như là cấp thẳng nữa, rồi phải đấu giá. Từ năm ngoái năm nay là phê duyệt điểm mỏ rồi. Trong quá trình lập dự án đầu tư, các đồng chí tính đúng tính đủ dự toán cái chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Chấm dứt cái tình trạng là để giảm cái tổng mức đầu tư xuống, gọi là dễ mà thấy được bố trí vốn. Cho nên dành phần lớn cho cái việc xây lắp. Khi triển khai công tác bồi thường mặt bằng nó tăng gấp 3, gấp 4 lần. Cuối cùng cắt hạng mục đầu tư, tập trung trong công tác bồi thường mặt bằng. Giải ngân đầu tư công tốt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Giải ngân thấp không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế, mà còn tác động phát sinh chi phí của các doanh nghiệp đầu tư hiện đang phải gồng mình bù lỗ với nỗi lo khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng, hao mòn máy móc, trả lương cho công nhân. Đồng thời chất lượng công trình cũng bị ảnh hưởng. Do đó, giải pháp tháo gỡ nguồn vật liệu cho xây dựng rất quan trọng, đảm bảo kế hoạch cho giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay.